phòng thủ đang gặp phải vấn đề trơn trượt mồ hôi tay khi chơi cầu thì hãy thử ngay quấn cán Bumby AS07 này nhé. Tương đương Yonex 3 in 1 nhưng giá chỉ bằng 1/3, với chất liệu cao su non, bám dính tốt, cải thiện vấn đề trơn trượt khi đánh cầu. Liên hệ ngay số điện thoại hoặc Zalo 0965 698 987 để được tư vấn. Thank you.
xuống cho anh ạ. Yeah.
Không phải chết pet mà chỉ chết quảng cáo thôi, nó chết đi nữa. Đây là mới chạy thì chạy cái chính, chạy cái phụ rồi. Cái bài hiệu quả thì mình chạy ngày mai mình chạy 500 triệu luôn.
mình chạy với cái lật mặt của mình ấy. Cái nào nãy nhiều chạy. Chạy cái nãy ít. Gần nữa anh ta thank you.
thôi. Thế nào? Không, nếu không chơi với anh đừng ngại. Quốc quạt gì thế? Bán cho đồng hồ dùng mấy năm không hỏng. Bán cho đồng hồ dùng mấy năm không hỏng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mày ra hết.